siêu thị nick.net, shop nick ngọc rồng giá siêu rẻ. Shop có nhiều danh mục nick bán giá siêu rẻ. Các bạn có thể mua nick 1 triệu giá chỉ 100k tại danh mục nick sale 79% vào khung giờ vàng. Ngoài ra shop nhiều danh mục random nick và vòng quay tỷ lệ trúng quà lớn cực cao. Các bạn lên ngay siêu thị nick.net để ủng hộ mình nha. Ok, mở đầu video mình chốt mini game nhé, để xem bạn nào là người may mắn trúng quà từ mình này. Dìm Gen TV này mời. Ai mời, ngoài chốt mini game nhé thì... Ngoài chốt mini game ra nhé, thì mỗi clip ý, thì mình có tặng cho em một thẻ 10k và phần mô tả bằng nhận đây. Không 10k, thẻ 10k mời, bạn là may mắn sẽ nhận được nhá. Đó, bạn là may mắn sẽ nhận được thẻ, đó. Ok chưa? Ok, thì bây giờ mình chốt mini game để xem bạn nào là người may mắn trúng quà từ mình nhé. Đấy, hôm nào mình clip mình nhiều like, nhiều view, mình tặng em thẻ 20k nhé. Ui, clip 600 view của mình được có... Có còn là 14 là anh em xem chùa hoài à. Ok, giờ sẽ pick a winner để xem bạn nào là người may mắn trúng quà từ mình. 1, 2, 3. Ok, bạn tên vật là Bocolo 14 nha, bạn vui lòng IB qua Zalo của mình để nhận quà free nhá. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ok mời, từ hôm nay nhá, thì cách đây ba tuần trước nhá, thì trên fanpage Ngọc Rồng Online đang có sân này mời đây, apply nhé, 2022 thiệp mời apply Temovi tại Hà Nội mời, apply mời nhé, khá thú vị mời. Sau ba năm nhé, kể từ hồi mình đi từ 2019 mời, thì Ngọc Rồng Online nhá lại tổ chức apply mời, apply tiếp nhá, là apply 2022 mời, apply 2022 này thiệp mời apply Temovi tại Hà Nội. Chào các bạn, đến hẹn lại lên lễ hội apply Temovi 2022 đã được lên kế hoạch và quay trở lại sau gần 3 năm vắng bóng vì đại dịch Covid kéo dài. Trong suốt 3 năm vừa qua, cộng đồng game thủ Temovi chúng ta nói chung và cá nhân mỗi game thủ nói riêng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, biết bao thăng trầm trong cuộc sống cũng như trong quá trình trải nghiệm game sản phẩm của Temovi. Vì thế, với mục đích tri ân lại sự gắn bó và đồng hành của các bạn game thủ trong suốt thời gian 12 năm qua, Temovi xin trân trọng mời mang đến lễ hội Apply Party 2022 một sân chơi đầy sôi động giữa những ngày đầu đông lạnh giá với nội dung như sau. Thời gian nhé, diễn ra từ 13:30 ngày 18 tháng 12 năm 2022 nhé. Hôm nay là ngày 11 rồi, không ngày 1 rồi nhé. Thì còn tầm 17 ngày nữa apply nhé. Tập cộng còn 17 ngày nữa cơ, bài offline mới, à, địa điểm mới tại công viên nước Hồ Tây 614 D Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ mà, ở Tây Hồ mà, Tây Hồ Hà Nội nhé. Xa với mình, xa cho mình tầm khoảng 1 tiếng đi xe mới, 1 tiếng đi xe tới nhá, mình đang ở Hà Nội nhưng mà cách 1 tiếng cơ, cách 1 tiếng đi xe mà tới được. Địa điểm công viên nước Hồ Tây mới, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội mới. Đến tham dự offline có gì hot, vào cửa miễn phí nhận quà lên tay nhá. Có năm trước ấy, class 2019 mình đi mời, nhận một cô đem mới nhá. Mình nghĩ khá là Ngọc Rồng Online cho anh em một cô đem mới nhá, một cô đem miễn phí mới. Năm nay thì Ngọc Rồng Online ra hai cô đem mới, một cô đem tân thủ này với cả là một cô đem World Cup nhá. Năm nay mình nghĩ sẽ đi apply thì anh em sẽ nhận thêm cô đem miễn phí thứ ba nhá. Mình nghĩ cô đem này chắc là cái trang hay gì đấy mới. Năm ngoái mình được năm 2019 mình đi thì mình nhận được một cái gọi là cô đem cả trang bưu bí ngô mới 90 ngày, mọi người khá là vip đấy. Khá là ok mới. Thì tí nữa mình cho anh em xem cô đây này nhá, cho anh em xem clip mình 3 năm trước như nào. Năm trước mình làm lúc mình có 5 ca sắp rồi, 3 năm sau mình có 17 ca sắp, buồn quá em ơi. Đây, vào cửa miễn phí thôi, được tham gia mini game này, vào cửa miễn phí nhận quà đến tay này, được tham gia mini game để có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có giá trị cao này, được nghe chia sẻ bật mí từ ban quản trị của tựa game về những chức năng và sự kiện sắp ra mắt, đừng gặp gỡ giao lưu với các game thủ khác trong cộng đồng Temovi. À, năm ngoái mình đi một cái năm được mình đi 2019 mình gặp được anh Đào Quân này, anh Đào Quân này với cả anh Đình Quang Nguyễn ơi, Đình Quang Nguyễn cả mấy youtuber khác nữa, chứ là mình cái Hoàng Lê mình, Hoàng Lê TV này, anh QT Gaming này, anh Vi Minh này, anh BC Gaming này, gặp khá nhiều youtuber nổi tiếng mà gặp hồi đó là còn Messi mày, Messi 525 là với cả là gì mà khá nhiều youtuber nổi tiếng. Ngọc Rồng Online đi thôi, nó hồi mình nào thì mới làm thôi, mình mới làm được khoảng tầm khoảng 5 con sắp thôi, khá ít đấy bạn. Đấy, được nghe chia sẻ bật mí từ ban quản trị này về tựa game về những chức năng diễn ra mắt, được gặp gỡ và giao lưu với các game thủ khác trong cộng đồng Temovi mới, khá thú vị nhé. Được hòa mình vào không khí này sôi động, đặc biệt chỉ apply tại Temovi này, lưu ý em ơi, mỗi game thủ apply Temovi sẽ nhận, đây lưu ý mọi người, mỗi game thủ apply Temovi sẽ nhận được một phần quà
riêng dành cho game mình đã tham gia, và kiểu cô đem bảo trên một dòng online, cô đem một dòng online chẳng hạn, bảo chơi Avatar hay chơi Liên School hay là chơi gì đấy được cô đem riêng nhá. Đây đấy, phần quà của mỗi game sẽ được tự game thông báo cho trang chủ riêng của mình trước thời điểm diễn ra apply này. Đừng quên rủ bạn bè mình cùng tham gia để cùng nhận nhiều quà bạn nhé. Tem Mobi này, mấy Avatar 2D này, Avatar Music này, chú bé rồng này, Ninja School này, khí phách anh hùng này, hải tặc tí hon, thời đại hiệp sĩ này, apply Tem Mobi vào cửa miễn phí nhận quà thả ga thôi. Nhưng khá nhiều hashtag với anh để Nguyễn, anh DB game mình nhá. Anh để Nguyễn ước có người đi cùng mình gặp nhau một cái thôi anh em ơi. Game đây, để QT mà QT anh cả Văn Bình, Ngô Văn Tô Bình, BC em đi mà có khá nhiều cái YouTuber người xưa đi apply như thế nào đi nữa không. Mình nghĩ khá cao là mình đi, mình ngại, mình ngại, mình làm sống đậu mới đi thôi, bị ngại mà thì mình làm sống đậu nhiều quá, làm clip của số view thứ ấy mà làm vì đam mê. Thằng Lào có thù với tao nhưng ngay đây cầu trước đến là nói ok đụng ai đụng chứ đụng tao tặng quà cho này admin sao mà 18.1 đi lính chưa ra quân, ông ấy đi bộ đội khổ phết này, chưa quân có offline buồn quá. Miền Nam nhiều ở pháo lội mình ở Hồ Tây khác, thì ở Hồ Tây thì mình nghĩ là gần lắm rồi, mình đi tầm khoảng 1 tiếng hơn ra tầng lơ một nhá, mình đi offline chắc mất 1 tiếng thôi, khá thú vị mà đi offline thì cũng khá ok đấy. Nên năm nay nghiêm động ra nhiều, biết là năm nay game hôm nay đi offline đông không mà năm trước thì khá đông, năm trước mình đi năm 2019 mình đi từ lần trước ấy, đi thì nó khá đông rồi nhá. Đi tay trong xe này, năm trước mình đi bây mình đi thì mình cho xem cái buổi offline mà nhé. Đây gặp của mấy YouTuber đầu tiên các em ạ. Đây được mình đi từ đợt ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 nhá. Đấy, cái này 35 mới hơn 35 nhá. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 này mày, chúng khá lâu rồi mà. Đấy. Cái đệ xịn 4 mày, em mình quay hồi đấy, quay vào cái iPhone 7 Plus bạn lỏ vãi trường. Năm nay mình thì mình dùng iPhone 8 Plus rồi. Cao hơn một cấp nhá. À, hồi đi của Văn Quỳnh mày, Văn Quỳnh vlog nhá. Mà biết YouTuber Văn Quỳnh không? Đó, Văn Quỳnh vlog nữa em ạ. Rồi Văn Quỳnh vlog này gặp cả BC em biết kiểu luôn. Vi Minh cái thứ mà khá nhiều YouTuber nổi tiếng trên đời luôn. Trên ngày hôm nay em ạ. À, anh Đào cũng các kiểu bạn cũng khá là vui, hồi vui vãi em ơi. Hồi đấy game mình tuy mình là kiểu ít sắp nhưng hồi đấy khá là vui một nhá. Mình là ít sắp mình khá là vui. Sắp thôi mà vui bạn. Hồi đấy game đang phát triển đi, game đang khá nhiều người chơi với cả thấy YouTuber mình xem nhiều ấy, bây giờ năm mấy kiểu còn dòng nậu ra nhiều YouTuber còn dòng online vắng đi nhiều lắm. Bây giờ ít lắm, mình còn mỗi anh MT cả anh có chưa với cả mấy anh YouTuber khác có view không? Còn mấy người khác nghỉ hết rồi mà, mấy ông Phương hồi xưa đi hợp live cũng nghỉ gần hết rồi mà. BC cũng nghỉ, mà BC cũng nghỉ mấy tháng rồi. Đấy, nhưng mà khá nhiều các cái là đúng. À hôm nay anh Lá Long mà, anh Lá Long của ST mà. Đấy, anh Lá Long. Đây, apply mình, đệ tử mình cải trang cao phía đá thử nhá. Đấy, nhưng mà mấy cái cải trang linh tinh ở trang mobile thôi. Đây, cái lâm để mình đi, mình lại cô đen nhá. Đây rồi, cho xem cô đen mình này. Nhiều cô đen vào được cái trang biên bình ngô mọi người nhá, được 90 ngày. Đây này, cái trang biên bình ngô này. Đấy. Mình nhập vào cái trang biên bình ngô 90 ngày mọi người nhá, khá thú vị mà. Nhưng mà năm nay đi cũng khá là vui mọi người nhá, đi cũng khá là vui. Nên mình năm nay mình đi cũng đó, năm nay mình cũng phân vân mà. Mình làm nậu nên đi cũng sợ ngại. Đây mấy cái trang các thứ này. Đấy, đây nhập cô đem. Nghe mấy kháng cao bạo đi được cô đem mới nhá, một cô đem mới còn dòng online miễn phí mới, chứ là bạo đi thì được nhận cô đem và nhận. Nghĩa nhận được một cái trang là vàng, là mấy cái trang hiếm mọi người nhá. Như vậy. Nghe mấy mà dòng online khá chăm chút cho cái dòng online bạn ấy, anh em đi anh em nhận cô đem VIP ấy, mình nghĩ là bạo đi săn cô đem về nhập vào dòng online cái trang xịn luôn đấy, không đùa đâu. Năm ngoái mình làm 2019 đi được gọi là cái trang bí bí ngô 90 ngày nhỏ quá trời ơi, 90 ngày sang đây bị bình ngô rồi mày. Hồi đang đăng sự kiện Halloween đây mày đấy, cái sang thành cái sang bị bình ngô nhá, sự đánh 20% này mày. Đi hợp lại mày đi taxi với một triệu bạc được ngay cái sang bị bình ngô 90 ngày em ạ. Chúng khá là vui. Nhớ hồi đó khá vui mà kỷ niệm quá đấy, đích ngày xưa thì mình mất mày, đích xin qua ngày xưa mình chơi này mất xứ rồi. Ấy nào là mình chỉ cho anh em xem cái điểm một xíu mà cái điểm ngày xưa đi apply nhá mọi người nhá. Nhưng mà bạn nào muốn đi thì anh em nhớ đi nhá. Đi ngày 18 tháng 12 nhá, năm 2022 tại Hồ Tây mà. Tại Tây Hồ hay Hồ Tây đấy mình quên mất rồi. Sao nào? Tây Hồ Hồ Tây là một đúng không? Mà dạng là một nhỉ. Thì một cùng khu vực hay sao ấy. Ở địa chỉ Nhật Tân Tây Hồ rồi, Nhật Tân Tây Hồ nhá, Hà Nội, Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội à. Khá là ngày em từ lúc 13:30 nhá, anh em đi học xong mà anh em chắc nghĩ hồi vào thứ bảy mà, thứ bảy hoặc là chủ nhật nhá, nghĩ là vậy thôi.
Ok, bạn thấy hay, hãy ký mình cho mình xin một like, bạn ký một chút nhá. Và vào đi apply thì anh em nhớ comment ở dưới clip nhá, để mình biết là bạn đi apply nhá, mình còn gặp, mình đánh nhau nhá. Bye mọi người nha, bye anh em, bye chào mọi người. Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua nick giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha.